Bonjour, Xin chào everyone, and welcome to Sofitel Saigon Plaza. It's a great honor here to have Sen Vag and Miss World Vietnam for 2022. Xin trân trọng chào đón quý vị đại biểu, quý vị khách quý, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí đang có mặt tại buổi họp báo Miss World Vietnam 2022 ngày hôm nay. Nhan sắc Việt Nam có quyền tự hào về cái sự giỏi giang của chúng ta, về nhan sắc và về tri thức. Nhan sắc Việt Nam chúng ta không hề kém cạnh bất cứ một quốc gia nào. Chỉ có điều là đủ nắng thì hoa sẽ nở. Chúng tôi nghĩ là đến thời điểm này chúng ta có quyền tự hào và chúng ta có quyền tiếp tục bồi dưỡng, tiếp tục hun đúc những cái tinh thần đó. Cảm ơn ông Mario Mendes và Sofitel Sài Gòn Plaza đã đồng hành cùng với Miss World Việt Nam 2022. No, actually, with Sen Vag, we've had a great relationship. We've done this event over two times now, and we're very happy to and honored again to have it here. I think our team worked very well with the Miss World Vietnam team as well. So we are looking forward to a great press conference today and future events going into 2022.